Ngô Kiến Huy chơi lớn ra mắt 3 MV trong 3 tháng cuối năm. Ngô Kiến Huy vừa ra mắt MV thứ 3 Sao Em Rời Đi Anh Không Buồn tại thành phố Hồ Chí Minh với sự hợp tác cùng nhạc sĩ Vũ Huy Hoàng và đạo diễn Khương Vũ. Ở MV cuối cùng của tháng 12, cả nhạc sĩ và Ngô Kiến Huy đều muốn nhấn mạnh vào chủ đề tình yêu. Nam ca sĩ tiết lộ bài hát này là câu chuyện có thật của chính nhạc sĩ. Sao Em Biết Người Rời Đi Không Buồn là câu chuyện tình lâu năm, chứ không dừng lại ở mối quan hệ đang chớm nở. Ca khúc không nói về sự tiếc nuối hay những điều lãng mạn trong tình yêu, mà là sự đấu tranh tâm lý cho mối quan hệ khi cả hai không còn cảm xúc. Trong vòng 3 tháng, Ngô Kiến Huy đã cho ra mắt 3 MV, thể hiện sự quyết tâm, cống hiến sau một năm khá bận rộn với các chương trình thực tế như Hai Ngày Một Đêm, Ca Sĩ Mặt Nạ. Nhà văn Anh Khang nhận xét Ngô Kiến Huy thực sự là một người kính nghiệp, khi không ngừng trau dồi và đầu tư cho những tác phẩm mang đến khán giả. Khi được hỏi về việc ra MV liên tiếp, liệu chất lượng có được đảm bảo, Ngô Kiến Huy không ngần ngại chia sẻ. Như tôi đã nói, 3 tháng này là khoảng thời gian tôi dồn toàn tâm trí vào âm nhạc, vì thế tôi quyết định cống hiến hết mình với cả 3 sản phẩm âm nhạc. Đồng thời tôi cũng sẵn sàng lắng nghe ý kiến của khán giả để hoàn thiện bản thân hơn qua mỗi dự án âm nhạc. 3 MV là 3 màu sắc và cùng với việc lần đầu có trong bảng đề cử nam ca sĩ được yêu thích nhất của giải Mai Vàng, phần nào cũng cho thấy những nỗ lực được đền đáp. Sao Em Biết Người Rời Đi Không Buồn mang chất nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, được dự đoán sẽ mang lại nhiều hiệu ứng tốt khi nam ca sĩ quay lại dòng nhạc sở trường pop ballad. Buổi họp báo còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ Trường Giang, diễn viên Huỳnh Lập, rapper Hiếu Thứ Hai, diễn viên Lê Tam Triều Dân, MC Nguyên Khang.